Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Người Việt thể hiện khát vọng về quyền tự quyết qua việc bàn tán về bầu cử Mỹ. Ngày 5 tháng 11, AFA cho hay, người Việt bàn tán sôi nổi về bầu cử tổng thống Mỹ, khát vọng về quyền tự quyết. Theo đó, có ít nhất 3 tờ báo của Việt Nam đặt thăm dò ai sẽ là người đắc cử tổng thống Mỹ năm 2024. Trong khi hàng ngàn bài viết khác nhau trên các mạng xã hội tiếng Việt cũng nói về các ứng cử viên cho chức vụ tổng thống Mỹ. FAI dẫn lời ông Nguyễn Bình ở Đồng Nai bày tỏ sự ngạc nhiên khi người dân được tự do nói về cuộc bầu cử ở bên kia nửa vòng trái đất. Tôi chỉ mong muốn một điều duy nhất là người tài ở Việt Nam, người có đức ở Việt Nam được tham gia ứng cử một cách toàn diện, công khai và ứng cử với sự thoải mái mà không bị o ép. Và quyền tự quyết thuộc về người dân cầm lá phiếu mà không do một cái đảng phái nào bầu bán cả. Và đây là hình bài trên AFI AFA dẫn nhận xét của cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Thị Tố Nga nói rằng, bầu cử tổng thống Mỹ luôn là sự kiện quan trọng được người dân cả thế giới theo dõi vì người chiến thắng có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình chính trị thế giới, bà nói. Bàn luận về việc bầu cử tất nhiên sẽ có lợi cho việc tự do phản biện, còn nếu nói về mặt tiêu cực là do truyền thông của nhà cầm quyền cố tình dẫn dắt dư luận đi theo hướng của họ muốn. Cho dù vậy, việc công khai bàn luận sẽ thúc đẩy được tính tự chủ của người dân thể hiện mong muốn của họ về việc chọn lựa người lãnh đạo. AFA dẫn đánh giá của nhà báo độc lập Việt Nam cho rằng hiện tượng người Việt Nam bình luận không ngớt về bầu cử Mỹ cho thấy cơn khát đời sống dân chủ của người Việt Nam. Việc bình luận, nhận định, chọn phe của người Việt trong cuộc bầu cử ở Mỹ đôi khi là chuyện buồn cười, nhưng nó cho thấy một khát vọng đổi thay vẫn đang âm ỉ trong lòng dân tộc người dân phải diễn tập quyền tự quyết của mình với thế giới bên ngoài như một sự thôi thúc chính quyền, phải đi đến cải cách thể chế mới để thoát khỏi sự nhạo bán về tính chất chính danh của một chế độ trước toàn dân vào mỗi kỳ bầu cử giả hiệu trong nhiều thập kỷ qua. Trước đó, ngày 29 tháng 10, AFI loan tin báo nhà nước cho phép biểu quyết ai sẽ đắc cử tổng thống Mỹ trong khi im lặng về bầu cử Việt Nam. Và đây là hình hai ứng viên tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris và ông Donald Trump. AFA cho biết cuộc thăm dò này xuất hiện trên báo VN Express do Bộ Khoa học Công nghệ làm chủ quản. Một số trang báo khác và các kênh YouTube của các tờ báo cũng đưa tin dồn dập như Sài Gòn Giải phóng, VTV24, thậm chí có chuyên mục riêng về bầu cử tổng thống Mỹ như của Vietnamnet. AFA dẫn nhận định của nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng, việc được nói thoải mái về bầu cử nước ngoài, ngoài việc vừa tạo ra cảm giác của một đất nước có tự do ngôn luận, còn nhằm mục đích chính là chứng minh cho người dân Việt Nam thấy chính trị nước ngoài bất ổn và họ thường đánh đồng điều này với việc mất ổn định đất nước. Từ đó, người dân Việt Nam không còn muốn đa đảng cạnh tranh vì không muốn sống trong một đất nước bất ổn. Ông Nguyễn Viết Dũng, người từng bị tuyên án 6 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, nhận định thêm rằng do Việt Nam không có bầu cử tự do nên việc hạn chế thông tin bầu cử trong nước như một biện pháp để duy trì sự đồng thuận của dân chúng và sự ổn định của xã hội, theo định nghĩa của nhà nước Việt Nam. AFA cũng dẫn bình luận của một luật sư ở Hà Nội cho hay, việc đưa tin về bầu cử Mỹ nên được xem là động thái tích cực hơn Triều Tiên hay Trung Quốc. Theo ông, việc này là để giải tỏa bớt bức xúc của người dân, nó hữu ích về mặt tinh thần cho người dân và giảm bớt sự chú ý vào những khiếm khuyết hiện tại về thể chế chính trị, cách thức tiến hành ứng cử, bầu cử ở Việt Nam. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Người Việt thể hiện khát vọng về quyền tự quyết qua việc bàn tán về bầu cử Mỹ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời Bảo Trong Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin cảnh sát Nhật bắt giữ hơn 20 người Việt ở quá hạn tại một khu nhà nghỉ bỏ hoang. Ngày 5 tháng 11, VOA Tiếng Việt cho hay cảnh sát Nhật Bản đột kích làng người Việt lưu trú quá hạn. Theo đó, VOA trích dẫn tờ báo Kyodo của Nhật Bản dẫn nguồn tin điều tra cho biết ngày 5 tháng 11, cảnh sát Nhật Bản đã đột kích vào một nhóm nhà nghỉ bỏ hoang tại một thành phố cách Tokyo khoảng 500 km về phía đông bắc và tìm thấy hơn 20 người đàn ông và phụ nữ Việt Nam sống chung trong một cộng đồng bao gồm một nhà hàng và một quán karaoke. Và đây là hình bài trên VOA. Tờ Kyodo dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết những người Việt đã bị trục xuất hiện đang sống trong khoảng 10 nhà nghỉ không còn được sử dụng tại Bandô, tỉnh Ibaraki. Người ta tin rằng một số người trong số họ đã trốn khỏi các công ty Nhật Bản nơi họ làm thực tập sinh kỹ thuật. Các nhà nghỉ này thuộc sở hữu của một giám đốc điều hành công ty người Việt 40 tuổi, người đã bị truy tố vào cuối tháng 10 với cáo buộc tiếp tay cho việc lưu trú bất hợp pháp bằng cách cung cấp nhà ở cho họ, vẫn theo kỳ ủ Mỗi nhà nghỉ có từ 2 đến 4 người sống chung và họ phải trả 40.000 yên, khoảng 262 đô la tiền thuê nhà một tháng. VOA cho biết, Bành Đồ nằm dọc theo sông Ton có dân số khoảng 50.000 người, với nghề trồng rau là ngành chính. Theo nguồn tin điều tra, hầu hết người Việt Nam sống ở đó đã đến Nhật Bản với tư cách là thực tập sinh kỹ thuật với mục tiêu kiếm tiền tại Nhật, nhưng các thực tập sinh này đã nghỉ việc vì mức lương thấp hoặc sau khi bị xếp hành hụt. Nhóm người Việt trên được cho là đã chuyển đến khu nhà nghỉ sau khi sống chung với nhau ở tỉnh Chiba lân cận và trao đổi thông tin với nhau qua mạng xã hội. Theo VOA, tờ báo Nhật cho biết một số thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài tại Nhật đã biến mất khỏi nơi làm việc do môi trường làm việc kém tờ báo dẫn thông tin từ Bộ Tư pháp Nhật Bản trích dẫn dữ liệu sơ bộ cho biết con số kỷ lục 9.700 thực tập sinh đã mất tích vào năm 2023. Và đây là hình chụp khu nhà nghỉ bỏ hoang mà nhóm người Việt Nam lưu trú quá hạn ở Bando, tỉnh Irabaki ngày 22 tháng 10. Trong số này, Việt Nam đứng đầu danh sách với 5.400 người, tiếp theo là Myanmar với 1.700 người và Trung Quốc với 816 người. Các nguồn tin cho Kyodo biết gần một nửa trong số những người mất tích đều làm việc liên quan đến xây dựng. Hãng tin còn trích lời một phụ nữ sống gần làng nhà nghỉ trên thang phiền. Bà không thể ngủ được vì tiếng karaoke và tiếng nói vang vọng suốt đêm. Vẫn theo VOA, ngoài tình trạng bỏ trốn khi đang làm việc để ở lại, các công nhân Việt Nam sang Nhật làm việc còn bị cảnh sát Nhật chú ý vì nạn trộm cắp vặt, làm giả thẻ cư trú và chuyển tiền ra nước ngoài bất hợp pháp. VOA cũng cho biết Tờ Asahi Shimbun hồi tháng 9 dẫn dữ liệu của cảnh sát Nhật Bản nói rằng các hành vi vi phạm của người Việt Nam tại Nhật đã tăng gấp 3 lần trong 10 năm qua và chiếm 44% tổng số tội phạm do cư dân nước ngoài gây ra vào năm 2023. Theo đó, vào năm 2023, có 4.000 hành vi vi phạm bộ luật hình sự trong số người Việt Nam ở Nhật, gần 77% trong số các hành vi vi phạm là trộm cắp. Có 3.800 hành vi vi phạm của người Việt theo các luật định khác, trong đó vi phạm luật kiểm soát nhập cư được báo cáo thường xuyên nhất, chiếm 84,2% tổng số. Ngoài ra, vẫn theo dữ liệu cảnh sát mà Asahi trích dẫn, con số 7.900 người Việt Nam vi phạm bị xếp vào đại diện cho số lượng tội phạm lớn nhất do cư dân nước ngoài phạm phải, chiếm 44% trong tổng số. VOA lưu ý, theo dữ liệu từ Cơ quan Dịch vụ Di trú Nhật Bản, dân số người Việt Nam tại Nhật đã tăng nhanh chóng từ 99.800 người vào năm 2014 lên 565.000 người vào năm 2023. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Cảnh sát Nhật bắt giữ hơn 20 người Việt ở quá hạn tại một khu nhà nghỉ bỏ hoang. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo trong đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới